Chương 1521, ý niệm hiểu rõ thường. Thánh quan chiếu rọi, trừ tà, quan thuẫn. Hắn bình đạm thanh âm, vang vọng ở trận pháp nội, theo sát, khắp không gian, toàn bộ bị quan minh bao phủ. Đỉnh đầu vị trí, một cái như thái dương giống nhau vòng sáng, chiếu rọi bọn họ. Một đám giống như lá bùa giống nhau quan điều ở chung quanh di động. Còn có một đám quan thuẫn, ở mỗi người trên người chung quanh xoay tròn. Cường đại quan minh năng lượng, làm bọn hắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hảo cường đại quang minh năng lực khoảng cách gần nhất lão hồ trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc nhìn không được kinh hô chung quanh quyết định thuê đoàn một đám người trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc bọn họ nhìn đỉnh đầu thánh quan chiếu rọi nhìn trước người trừ tà cùng quang thuẫn chấn động vô cùng này huyền phù ở chung quanh kiên cố quang thuẫn bọn họ cảm giác ít nhất có thể thừa nhận trụ một người nữa bước động hư cường giả công kích như thế khủng bố quang minh lực lượng chỉ sợ không thua kém đem trận pháp mở ra đi làm quyết định thuê đoàn một đám người đem chung quanh yêu thú giết. Bà lão nuốt một ngụm nước miếng, hướng tới cảm thụ được trước người quang minh chi lực, trong miệng nói, nói còn chưa dứt lời, bị vương tiên trực tiếp đánh gãy. Là là. Lúc này, bà lão nhìn về phía vương tiên ánh mắt lộ ra một tia tôn kính thần sắc, vội vàng triệt rất trận pháp. Sát, trước giết này đàn lạch trời ác ma. Quyết định thuê đoàn đoàn trưởng sắc mặt biến ảo nhìn vương tiên, nhìn đến trận pháp bị triệt rớt, lớn tiếng hướng tới một chúng thành viên mệnh lệnh nói. Đoàn trưởng, chúng ta chúng ta chỉ sợ các ngươi chung quanh quang minh lực lượng có thể bảo hộ các ngươi quyết định thuê đoàn đoàn trưởng lập tức lớn tiếng quát trống rống giết bọn họ không chờ quyết định thuê đoàn người động thủ một chúng lạch trời ác ma trực tiếp giết lại đây sát quyết định thuê đoàn một đám người cắn răng bay thẳng đến lạch trời ác ma công kích mà đi còn lại người cho bọn hắn ở phía sau phụ trợ bà lão thấy như vậy một màn lập tức lớn tiếng quát vài tên phụ nhân cùng nữ sinh lập tức thi triển quang minh phụ trợ thần thông là một người quan minh mục sư, sức chiến đấu tuy rằng nhược, nhưng phụ trợ phi thường cường. Trống trống, ăn luôn bọn họ. Trận pháp phá vỡ, lệnh 25 danh lạch trời ác ma trực tiếp vọt lại đây, mỗi một con lạch trời ác ma ít nhất siêu phàm cửu giai thực lực. Bọn họ một đám bay thẳng đến quyết định thuê đoàn mọi người sát đi. Ta ta. Một chúng thực lực gần siêu phàm 6 7 giai thành viên cảm thụ được hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến hắc ám lực lượng, nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh sợ. Bọn họ nhìn thân thể chung quanh quan thuẫn, thánh quang chiếu rọi cùng với trừ tà một đám khẽ cắn môi bay thẳng đến lạch trời ác ma chém tới a à. một người siêu phàm thất giai thành viên trong tay trường kiếm đón nhận một người nữa bước động hư lạch trời ác ma sắp tới đem va chạm trong nháy mắt có chút sợ hãi nhắm mắt lại khạch khạch đi tìm chết đi tên kia lạch trời ác ma nhìn đến này gầy yếu nhân loại cũng dám triều chính mình công kích mà đến ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc sắc bén móng vuốt bay thẳng đến trong tay hắn trường kiếm chém tới a à. nhưng mà cùng ngày hố ác ma móng vuốt dừng ở trường kiếm thượng khi kia bị thánh quan chiếu rọi trường kiếm dễ dàng phá vỡ hắn kia sắc bén móng vuốt thống khổ cùng với không thể tin tưởng thanh âm truyền khai cái gì tên kia siêu phàm thất giai trung niên mở to mắt đương thấy như vậy một màn thời điểm trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc cho ta đi tìm chết hắn lập tức phản ứng lại đây trong tay bị quang minh bao trùm trường kiếm bay thẳng đến lạch trời ác ma chém tới cường đại quang minh chi lực trực tiếp phá vỡ lạch trời ác ma thân hình a à, hét thảm một tiếng, truyền đến, lạch trời ác ma tử vong. Ha ha, ta thế nhưng đem hắn chém giết, ha ha. Trên mặt hắn lộ ra hưng phấn mà thần sắc, lớn tiếng hô. Trống trống trống. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm, làm hắn hơi hơi sửng sốt. Hắn vội vàng nhìn lại, phát hiện chính mình mỗi một cái đội viên, huy động trong tay lợi kiếm, dễ dàng chém giết từng con lạch trời ác ma. Đặc biệt là đoàn trưởng bọn họ, càng là chém giết hai ba cái lạch trời ác ma đây chính là cùng đoàn trưởng cùng cấp bậc tồn tại lạch trời ác ma a chấn động không gì sánh kịp chấn động tắm gội quang minh lực lượng dưới bọn họ thế nhưng có thể vượt cấp dễ dàng chém giết so với bọn hắn cao hai ba cái cấp bậc yêu thú hơn nữa cho dù là bọn họ bị đánh trúng trước người quan thuẫn cũng có thể đủ dễ dàng ngăn cản lạch trời ác ma công kích này quang minh phụ trợ cũng quá khủng bố đi quang minh một sư phụ trợ hiệu quả có như vậy cường có nhưng muốn phi thường cường đại quang minh một sư mới có thể đủ làm được trốn trốn bọn họ bên trong có cường đại quang minh mục sư lập tức trốn lúc này một con lạch trời ác ma phát ra kinh sợ thanh âm toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh bay thẳng đến rừng rậm chỗ sâu trong bỏ chạy đi còn lại còn sót lại mấy chỉ lạch trời ác ma cũng không có chút nào do dự hoảng sợ hướng tới nơi xa bỏ chạy đi hắc ám khắc chế quang minh quang minh đồng dạng khắc chế hắc ám một cái cường đại quang minh mục sư có thể dễ dàng khắc chế bọn họ này này phía sau vị trí bà lão một đám người đầy mặt khiếp sợ nhìn. Lão hồ tay run run, nhìn Vương Tiên, nuốt một ngụm nước miếng. Ha ha, này liền đã chết, này liền đã chết, 20 cụ lạch trời ác ma, liền như vậy bị chúng ta chém giết, phát tài, phát tài. Quá cường, chúng ta quả thực là quá cường, lạch trời ác ma thế nhưng đào tẩu. Lý Tư cùng với quyết định thuê đoàn những người khác đầy mặt hưng phấn trống lớn, bọn họ nhìn trên mặt đất thi thể, trong mắt tràn ngập nóng cháy mà thần sắc. Lạch trời ác ma thi thể, giá trị chính là phi thường cao quyết định thuê đoàn đoàn trưởng nhìn một đám thi thể, trong lòng lại là chấn động, hắn chính là biết, bọn họ có thể như thế dễ dàng chém giết lạch trời ác ma, toàn dựa cái kia thanh niên. Thực lực của hắn. Nhìn chậm rãi tan đi quang minh lực lượng, hắn ánh mắt lộ ra tôn kính chi sắc. Đều lại đây, cảm tạ một chút vị ki cường giả. Quyết định thuê đoàn đoàn trưởng khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vương tiên, chậm rãi đi đến. chung quanh, quyết định thuê đoàn một đám người hơi hơi sửng sốt, theo sát trong lòng một lăng, bọn họ nhìn về phía vương tiên, tràn ngập kính sợ chi sắc. Bọn họ, lập tức đã đi tới. Lý Tư, ngươi vừa rồi. Ta vừa rồi có phải hay không rất lợi hại? Một người nữ sinh chạy tới, nàng muốn hỏi vừa rồi hắn vì sao đem nàng ném ở nơi đó một người đào tẩu. Bất quá Lý Tư hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới nữ sinh nói, hắn trong mắt tràn ngập sống sót sau tai nạn cao hứng, cùng chém giết cường đại yêu thú sau hưng phấn. Lệnh nữ sinh đầy mặt không vui. Các ngươi là rất lợi hại, nhưng là ta thực chán ghét các ngươi. Vương Tiên nhìn quyết định thuê đoàn một đám người, nghe được Lý Tư đối nữ sinh thanh âm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, lạnh lùng nói. Ân. Hắn nói, lệnh quyết định thuê đoàn một đám người sắc mặt hơi hơi cứng đờ, chậm rãi nang kham lên. Lão hồ bà lão một đám người, cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Tiên, nhìn về phía này thần bí thanh niên. Vị thiếu gia này, vừa rồi là chúng ta quyết định thuê đoàn không đúng, là chúng ta có sai, cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Quyết định thuê đoàn đoàn trưởng vội vàng tiến lên hai bước, thấp giọng nói. Cho các ngươi cơ hội. Ta ý niệm không hiểu rõ A. À. Tấu chương xong. Chương 1522, ý niệm hiểu rõ Hạ. À. Cho các ngươi cơ hội. Ta ý niệm không hiểu rõ A. À. Vương tiên nhìn quyết định thuê đoàn một chúng hơn 20 người, chậm rãi nói. Hắn những lời này, lại lần nữa lệnh chung quanh mọi người hơi hơi sửng sốt. Ý niệm không hiểu rõ. Cái gì ý niệm không hiểu rõ? Vị đại nhân này, ngài phải làm sao bây giờ, mới có thể đủ tha thứ chúng ta quyết định thuê đoàn đoàn trưởng sắc mặt hơi đổi thật sâu mà hít một hơi lại lần nữa cung kính mà nói vừa rồi tên này thanh niên khủng bố bọn họ tràn đầy thể hội hắn dám khẳng định trước mắt tên này thanh niên tuyệt đối có được động hư cấp bậc thực lực như thế cường giả cho dù là quan minh mục sư cũng có thể đủ tiêu diệt bọn họ ta trở thành một người quan minh mục sư chính là vì không giết lục vương tiên nhìn bọn họ chậm rãi nói hắn những lời này lại một lần lệnh chung quanh một đám người sắc mặt không ngừng biến ảo một bên lão hồ giật mình ánh mắt nhìn nhìn vương tiên một cổ làm hắn phi thường quen thuộc cảm giác truyền đến này cổ cảm giác rất giống thật lâu trước kia chính mình tu luyện hắc ám chi lực ở thần quốc phế tích nội bị hắc ám xâm lấn khi cảm giác vậy ngươi muốn làm gì lý tư nghe được vương tiên nói sắc mặt có chút nang kham lớn tiếng hỏi tinh lọc các ngươi tinh lọc hết thảy dơ bẩn tinh lọc hết thảy tà ác vương tiên chậm rãi giơ lên trong tay quang minh quyền trượng một mặt quang mang bay thẳng đến bọn họ bao trùm mà đi không tốt ngươi ngươi. Quang mang hướng tới quyết định thuê đoàn mọi người bao trùm mà đi, làm bọn hắn trên mặt nháy mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vừa mới sống sót sau tai nạn thật lớn vui sướng, bị này một mặt lóa mắt quang minh bao phủ. Nhưng mà, bọn họ trên mặt thần sắc, hoàn toàn như ngừng lại nơi này. Trần về trần, thổ về trần. ầm ầm ầm. Một ít vũ khí rơi xuống thanh âm vang lên, dường như nện ở chung quanh mỗi người trái tim thượng. Bà lão, ba gã phụ nhân, cùng với bốn gã nữ sinh ngốc ngốc nhìn qua. Đặc biệt là tên kia đứng ở lý tư bên cạnh nữ sinh, đầy mặt kinh sợ nhìn chầm chầm Vương Tiên. "Ngươi ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ, ngươi không phải nói không?" Nàng đồng tử tràn ngập sợ hãi thất thanh nói. "Hồ bá, Tinh Lộc không phải giết chóc đi." Vương Tiên hướng tới một bên lão hồ cười nói. "Này lệnh lão hồ hơi hơi sửng sốt, theo sát trên mặt lộ ra một tia chua xót tươi cười, không có tính không, Tinh Lộc là Tinh Lộc hết thảy dơ bẩn, cùng tà ác cũng không phải là giết chóc." Những lời này là hắn nói cho Vương Tiên đối với vương tiên đem quyết định thuê đoàn tinh lọc hắn nhưng thật ra không có chút nào cảm giác này nhóm người ở gặp được nguy hiểm cái thứ nhất đào tẩu không nói còn muốn dùng bọn họ ngăn cản một chút thời gian loại người này tinh lọc liền tinh lọc đi hiện tại hắn trong lòng đã có một ít suy đoán vì sao cái này thần bí thanh niên sẽ cho chính mình nói những cái đó kỳ quái nói giết chóc hắc ám tà ác tinh lọc người đều đã không có ngươi còn nói này không phải giết chóc ngươi Tên kia nữ sinh nghe được Vương Tiên câu này vớ vẫn chi ngôn, sắc mặt có chút nang kham. Ngươi loại người này, thật đúng là lệnh người chán ghét. Vương Tiên nhìn về phía nữ sinh, mặt vô biểu tình nói. Cái gì? Ngươi 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 muốn làm gì? Đừng giết ta, không không cần. Nhìn đến Vương Tiên mặt vô biểu tình thần sắc, cái này nữ sinh luống cuống lúc này, nàng mới ý thức được, chính mình ở cùng một cái cái dạng gì người nói chuyện với nhau. Ở cùng một cái kẻ điên, một cái điên cùng người nói chuyện với nhau. Giết chóc, không gọi giết chóc kêu tinh lọc. Vừa rồi hắn cũng là một câu chán ghét, trực tiếp đem quyết định thuê đoàn mọi người tinh lọc, hiện tại hắn có thể hay không? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng hoàn toàn hoảng sợ xuống dưới, thân mình có chút nhũng ra xin tha nói. Ngươi đi đi, cứu ngươi tánh mạng, ngươi còn không biết ân báo đáp, ngươi loại người này, không có tư cách ở đi theo chúng ta. Lão hồ nhìn nữ sinh, nói thẳng nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía vương tiên, không nói gì thêm. Ân. Vương tiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên bà lão một đám người chúng ta tiếp tục lên đường đi hảo hảo bà lão vội vàng gật gật đầu ánh mắt nhìn nhìn một bên lão hồ lão hồ hướng tới nàng gật gật đầu đi thôi tiểu tử chúng ta lên xe làm cho bọn họ tái chúng ta một hồi mấy cái giờ chúng ta liền đến địa phương lão hồ vỗ vỗ vương tiên bả vai hai người trực tiếp đi qua vương tiên do dự một chút cười gật gật đầu bà lão nhìn đến bọn họ đi vào hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi này một cái đơn giản nhiệm vụ, thế nhưng đưa tới như thế khủng bố thanh niên, bất quá cũng may mắn có vị này thanh niên, bằng không chúng ta chỉ sợ đã chết. Một người phụ nhân cảm thán nói. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền cảm giác thanh niên này đầy mặt ôn hòa, hoặc nhìn tính tình cũng hảo không tồi. Các nàng còn tưởng rằng thanh niên này thực lực khả năng tương đối nhược. Nhưng trong nháy mắt, tiêu diệt toàn bộ quyết định thuê đoàn, không đúng, là tinh lọc rớt. Tinh lọc cái này từ, đặt ở vừa rồi, xác thật rất thích hợp. Quyết định thuê đoàn, chính là một đám rác rưởi đi thôi cái kia tiểu tử đã cứu chúng ta mệnh chúng ta phải biết rằng cảm ơn bà lão ánh mắt lập lòe gật gật đầu chậm rãi nói đi vào trên xe ngựa tự mình lái xe nàng ánh mắt quét quét một bên đầy mặt kinh hồn chưa định nữ sinh trực tiếp rời đi đến nỗi nàng sinh tử liền dựa vào chính mình bởi vì người khác đã đã cứu ngươi một lần tiểu tử ngươi có phải hay không bị hắc ám chi hồn xâm lấn bên trong xe ngựa lão hồ tò mò nhìn vương tiên hỏi hắc ám chi hồn. Vương Tiên hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía lão hồ. Đối với lão hồ, hắn ấn tượng phi thường hảo, tuy rằng hai người tuổi chênh lệch rất lớn, nhưng luôn là có thể cho tới cùng nhau. Hơn nữa, cũng là vì lão hồ, làm hắn cởi bỏ mấy cái gông xiền. Ngươi không phải sao? Hắc ám chi hồn, chính là thần quốc phế tích bên trong một chúng tà linh, bọn họ từ hắc ám thuộc tính tạo thành, ra đời linh trí, cuồng bạo, bạo ngược, một khi bị hắc ám chi hồn xâm lấn, nếu ngăn cản không được, sẽ mất đi lý trí ở thần quốc phế tích nội mỗi năm đều có mấy ngàn người bị hắc ám chi hồn xâm lấn mất đi lý trí tử vong ta nhìn dáng vẻ của ngươi phi thường tương tự bất quá ngươi có thể chính mình áp chế một ít lão hồ hướng tới vương tiên tiếp tục nói hắc ám chi hồn ta đây tình huống cùng cái này không sai biệt lắm đi nếu như đã chịu mãnh liệt kích thích hoặc là giết chóc quá nhiều cũng sẽ mất đi lý trí vương tiên do dự một chút gật gật đầu bị hắc ám chi hồn xâm lấn phi thường khó khăn chỉ có thể đủ dựa vào chính mình bảo trì lý trí nếu thực lực cường đại rồi có khả năng thanh trừ tiểu tử ngươi cái này trạng thái nói đã phi thường hảo đương một người quan minh mục sư cũng không tồi ngươi còn tính toán cùng chúng ta đi thánh dược y quán lão hồ hướng tới vương tiên hỏi đi tự nhiên đi ta hiện tại trên cơ bản sẽ không mất đi lý trí ta ở tìm hoàn toàn biện pháp giải quyết vương tiên ba phải cái nào cũng được nói tuy rằng hắn loại trạng thái này cùng lão hồ theo như lời hắc ám chi hồn tiến vào trong cơ thể bất đồng nhưng là cũng có chút tương tự đi y quán nội có thể làm hắn đối hắc ám thuộc tính, cùng quang minh thuộc tính, có một cái càng tốt hiểu biết. Tấu chương xong. Chương 1523, Thánh dược y quán Vương mục sư thượng. Tiểu tử nếu như đi y quán nói, lấy ngươi cường đại quang minh chi lực, hoàn toàn có thể trở thành chúng ta Thánh dược y quán quan trọng quang minh mục sư. Đến lúc đó, ta cùng quán chủ đem chuyện của ngươi nói một chút, về sau ta đi theo ngươi bên cạnh trợ giúp ngươi. Ta lão già này tuy rằng thực lực không được, nhưng là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, hiểu được đồ vật rất nhiều tiểu tử có chuyện gì, liền hỏi một chút ta, nói không chừng ta có thể cho ngươi một ít ý kiến. Lão Hồ là một cái phi thường rộng rãi người, cho dù là Vương Tiên có được cường đại thực lực, đều không có thay đổi thái độ của hắn. Điểm này lệnh Vương Tiên phi thường thoải mái, đi vào cái này xa lạ địa phương, cũng có thể đủ từ Lão Hồ nơi này hiểu biết rất nhiều chuyện. Ta đi cấp đường mai nói một chút chuyện của ngươi, ngươi hiện tại nơi này ngốc. Lão Hồ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầy mặt mỉm cười hướng tới bên ngoài đi đến. Vương Tiên ngồi ở bên trong xe, tâm thần vừa động, nhìn về phía chính mình trái tim vị trí. Cả trái tim, 80% tả hữu là đen nhánh sắc, còn lại 20% là quang minh. Còn phải đối quang minh càng thêm thâm nhập hiểu biết mới được, nắm giữ cùng sử dụng càng nhiều quang minh chi lực. Vương Tiên thầm nghĩ trong lòng. Ở hắn nhập ma hóa thân ma long thời điểm, hắn đối với hắc ám hiểu biết, đạt tới một cái khủng bố nông nổi. Lúc này, chỉ có hắn đem đối quang minh lý giải cùng vận dụng đề cao đi lên, mới có thể đủ đạt tới một cái cân đối. Tiểu tử, thần quốc phế tích tới rồi, ra tới nhìn xem không không bao lâu bên ngoài truyền đến lão hồ thanh âm hảo vương tiên lập tức cực gật đầu lập tức đi vào bên ngoài ánh mắt nhìn về phía chung quanh đây là đương vương tiên đi ra nhìn về phía trước thời điểm trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc một mảnh thật lớn vô cùng đất trống mặt đất lấy đen nhánh sắt đá phiến phô một cổ hoang giả hơi thở đánh sâu vào mà đến ánh mắt hướng tới chung quanh nhìn lại là một đám đủ loại kiến trúc cùng nhân yêu mộ địa có chút tương tự nơi này không có thành trì, toàn bộ từng người vì doanh. Làm hắn chấn động chính là nơi xa mấy chục km vị trí, một cái thật lớn vô cùng màu đen kiến trúc, kiến trúc dường như tế đàn. Mặt trên có một cái vĩ ngạn thân hình, thân hình lấy màu đen vật liệu đá chế tạo, dường như bể nghệ nhìn quét toàn bộ thế giới. Kia, đã từng đó là này thần quốc phế tích chủ nhân. Hậu nhân xưng là, Hắc Minh bán thần. Hắc Minh bán thần vì viễn cổ thời kỳ một vị khủng bố đại năng, tòa ủng toàn bộ thần quốc trừng rậm, thực lực thông thiên triệt địa. Tương truyền, ngay lúc đó hắn, liền long tộc đều không sợ hãi. Bất quá, hắc minh bán thần ở đột phá thần đường xá thượng ngã xuống. Lưu lại cái này thần quốc phế tích, một cái thật lớn vô cùng không gian. Bọn họ nơi vị trí, liền dường như vương cung phía trước kia một mảnh nơi sân. Này phim trường mà, dài đến 500 km, tại đây 500 km nội, hiện giờ trở thành cuồng cuộn khu vực hội tụ địa phương. Tam đại siêu cấp thế lực, tám đại nhất lưu thế lực, toàn bộ hội tụ nơi đây. Đều là vì được đến thần quốc phế tích bảo tàng muốn biết lúc trước, Hắc Minh bán thần vì đột phá vì thần, sưu tập một bức khủng bố tài nguyên. Này đó tài nguyên, tùy tiện lấy ra tới một ít, liền có thể thành lập một cái vương triều. Thậm chí, có người nói, nếu như có thể được đến thần quốc phế tích sở hữu bảo vật, có thể thành lập một cái đế quốc. Mấy vạn năm tới, vô số cường giả đều đi vào quá nơi đây, thậm chí, có một người đế quốc vạn thọ chi cảnh cường giả muốn tiến vào bên trong, lại từ đây không còn có ra tới. Bất quá, cho dù là bên cạnh địa phương, cũng có được khủng bố tài nguyên, mỗi ngày cuồn cuộn không ngừng có mấy trăm vạn người tiến vào thần quốc phế tích nội. Nề hà, mấy vạn năm qua đi, toàn bộ thần quốc phế tích, khăn che mặt 20% đều không có bị sốc lên. Bởi vì Hắc Minh bán thần chính là hắc ám thuộc tính duyên cớ, toàn bộ thần quốc phế tích cũng bị hắc ám giống loài tràn ngập. Càng là có hắc ám chi hồn loại này quỷ dị sinh vật tồn tại. Có người nói, đó là Hắc Minh bán thần ngã xuống lúc sau tàn niệm hóa thành. Bởi vì thần quốc phế tích nguyên nhân, mới ra đời Quang Minh mục sư cái này chức nghiệp. Người chung quanh rất nhiều, hoàn toàn tương đương với một tòa thật lớn hỗn loạn thành thị. Càng đi bên trong đi, càng thêm xa hoa, quy hoạch càng thêm chỉnh tề. Khắp không gian dường như là cấm phi hành, tất cả mọi người phải đi trên mặt đất. Chung quanh đi ngang qua người, Vương Tiên liền không có nhìn đến thấp hơn siêu phàm ngũ giai, siêu phàm bảy tám giai, ở chỗ này phi thường thường thấy. Hội tụ toàn bộ cùng cuộn khu vực cường đại thế lực cùng tinh anh, có thể nghĩ, nơi này cường giả có bao nhiêu. Vẫn luôn chạy ba cái giờ, xe ngựa chậm rãi ngừng ở một cái cửa hàng phía trước cửa hàng mấy ngàn mét chỗ đều là thuê rẻ, nơi đây xem như thuộc về trung tâm vị trí. Đây là một cái ước chừng có 10 tầng cao cửa hàng, mặt trên viết thánh dược y quán bốn cái chữ to, cửa vị trí, có hai gã thân xuyên trắng tinh sắc phục sức mỹ nữ tiếp đãi. Toàn bộ y quán chiếm địa phạm vi cây số tả hữu. Tới rồi vương công tử, đây là chúng ta thánh dược y quán, nếu ngươi thật sự muốn trở thành một người quan minh mục sư, ta mang ngươi đi mặt trên, trông thấy chúng ta quán chủ. Bà lão đi tới, hơi hơi có chút cung kính hướng tới vương tiên nói. Ân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta sẽ ở thánh dược y quán đãi một đoạn thời gian. Vương tiên gật gật đầu. Hảo, theo ta đi đi. Bà lão gật gật đầu, lập tức mang theo hắn hướng tới bên trong đi đến. Vương vương tiên cùng lão hồ bọn họ theo ở phía sau, đến nổi mặt sau vài tên nữ sinh, tắt hiển nhiên không có vương tiên cái này đãi ngộ. Đường chủ quản. Ba người hướng tới bên trong đi đến, cửa hai gã Mỹ nữ lập tức cung kính hô một tiếng. Chúng ta thánh dược y quán nội, có sáu gã động hư cấp bậc quan minh mục sư, mỗi một vị động hư cấp bậc quan minh mục sư độc chiếm một tầng trị liệu động hư cấp bậc khách nhân mà ta còn lại là thuộc về động hư cấp bậc dưới chủ yếu người phụ trách chi nhất chúng ta y quán chủ yếu thu vào đó là đến từ cái này y quán bà lão hướng tới vương tiên nói mang theo hắn lập tức hướng tới mặt trên đi đến vừa tiến vào y quán nội một cổ nồng đậm quan minh lực lượng truyền đến ôn hòa năng lượng lệnh người như một cảnh xuân nháy mắt thân sản khoái chung quanh có một đám người bị thương tiến vào một đám phòng nội thần quốc phế tích cùng thần quốc trong rừng rậm có được đại lượng hắc ám sinh vật, đủ loại quỷ dị vô cùng, nhằm vào các loại thương thế, có bất đồng trị liệu phương pháp. Chúng ta thánh dược y quán đặt ở thần quốc phế tích nơi này, cũng coi như là thuộc về có chút danh tiếng, so với chúng ta nổi danh chỉ có năm gia. Bà lão hướng tới vương tiên giới thiệu nói, vẫn luôn hướng tới trên lầu đi đến. Càng lên cao, người bệnh càng ít, vẫn luôn đi vào tầng cao nhất. Đỉnh mặt tích phạm vi cây số, xa hoa vô cùng. Giận lão phu bất lực, vân cốc đoàn trưởng tận xương thực độc quá sâu, ta giải quyết không được, Vân Cổ đoàn trưởng có thể đi thần quan y quán nội tìm kiếm càng cường quang minh một sư trị liệu. Bọn họ vừa tới đến đỉnh tầng, liền nhìn đến một người một thân màu trắng quần áo, tay cầm quyền trưởng lão giả, hướng tới một người trung niên nói. Ở trung niên phía sau, đi theo năm sáu danh trên người tản ra huyết sát chi khí trung niên lão giả. "Ai, bụng trúng thực cốt ma hoa hắc ám năng lượng, nếu như không giải quyết, thực lực sẽ ảnh hưởng năm thành, đường dễ mục sư giải quyết không được, cũng chỉ có đi mặt khác y quán nhìn xem." Tên kia trung niên ở trần nửa người trên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc xong quần áo. Thực cốt ma hoa, tận xương thực độc. Vương Tiên theo ở phía sau, ánh mắt lập lòe hướng tới trung niên bụng vị trí nhìn lại. Tấu chương xong. Chương 1524, Thánh Dược Y Quán Vương Mục Sư Hạ. Quán chủ, vị này Vương Công Tử muốn gia nhập chúng ta Y Quán nội, Vương Công Tử thực lực phi thường cường. Thánh Dược Y Quán đỉnh tầng, bà lão nhìn đến vân cổ đoàn trưởng một đám người chuẩn bị rời đi, nhìn đến quán chủ ánh mắt nhìn qua, lập tức nói. Có thực lực không tồi tân nhân sao? Không chờ quán chủ trả lời, phòng nội đi ra một thanh niên. Hắn trong tay cầm một ít quang minh linh thảo. Sư phó, ta đang cần một cái trợ thủ đâu? Nếu thực lực không tồi, liền đi theo ta bên cạnh đi. Thanh niên nói, ánh mắt nhìn nhìn bà lão lão hồ cùng vương tiên một đám người. Ân. Bà lão nghe được thanh niên nói hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Hảo hảo, đường chủ quản, là ngươi phía sau cái kia thanh niên đi, liền giao cho ánh mặt trời đi. Quán chủ gật gật đầu, hướng tới bà lão phân phó nói. Vương tiên không có nhìn về phía thanh niên cũng không có nhìn về phía thánh dược y quán quán chủ, ánh mắt như cũ nhìn chầm chầm đi vào bọn họ bên cạnh vân cổ đoàn trưởng một đám người. Vân cốc đoàn trưởng nhìn đến vương tiên nhìn chầm chầm vào chính mình bụng, hơi hơi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, đối phương là thánh dược y quán người, mặt mũi vẫn là phải cho một ít. Vị tiên sinh này tận xương thực độc ta có thể thanh trừ, dùng không dùng ta giúp ngươi thanh trừ một chút. Lúc này, vương tiên nhìn sắp hướng tới dưới lầu đi đến vân cốc đoàn trưởng một đám người, trực tiếp mở miệng nói. Ân, đã chuẩn bị rời đi bọn họ nghe được vương tiên thanh âm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc vân cốc đoàn trưởng nhíu mày nhìn về phía vương tiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc một bên quán chủ cùng tên kia thanh niên cũng là đầy mặt kinh ngạc ai ngươi tiểu tử này nói bậy gì đó sư phụ ta đều giải quyết không được tận xương thực độc ngươi có thể giải quyết quan minh một sư quy tắc ngươi không hiểu sao không có nắm chắc không cần y người nếu không hại người hại mình như thế tuổi trẻ liền dám khẩu xuất cuồng ngôn hừ tên kia thanh niên lập tức nhíu mày hướng tới vương tiên quát. Tiểu tử nghe con mới sinh không sợ cọp đi. Vân cổ đoàn trưởng trên mặt bài trừ một tia mỉm cười, nhàn nhạt nói. Quán chủ, vương công tử thực lực rất mạnh rất mạnh, ta chia ngài thông tin, không biết ngài thu được không có. Nhưng mà lúc này, một bên bà lão nhìn nhìn vương tiên, do dự một chút, hướng tới quán chủ lại lần nữa nói. Nga! Quán chủ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bà lão liên tục hai lần cường điệu rất mạnh, kia ít nhất là so nàng cường. Bà lão thực lực hắn chính là phi thường hiểu biết, nửa bước động hư chi cảnh, không cường, nhưng cũng không yếu. Có thể lệnh nàng luôn mãi cường điệu rất mạnh, kia. Hắn đầy mặt kinh dị đánh giá Vương Tiên. Vân Cốc đoàn trưởng nghe được bà lão nói, cũng là hơi hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía sắc mặt đạm nhiên Vương Tiên, không xác định hỏi, ngươi ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta trên người tận xương thực độc. Tận xương thực độc tiến vào dạ dày bộ, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, thực lực ít nhất suy yếu 5 tầng, người chi ngủ tạng không thể đủ tùy tiện lấy quan minh thuộc tính trị liệu, trừ phi có trăm phần trăm nắm chắc, nếu không sẽ tạo thành di chứng. Vương Tiên hướng tới Vân Cổ đoàn trưởng nói thẳng nói. Ân, Ngươi ngươi thật sự có nắm chắc. Vân Cốc đoàn trưởng nghe được Vương Tiên lời nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, vội vàng hướng tới phía trước đi rồi hai bước. Tiểu tử, ngươi như thế nào biết? Quán chủ cũng là hơi kinh hãi, vừa rồi hắn chính là lấy quan minh thuộc tính kiểm tra mới biết được, thanh niên này hiển nhiên trước tiên không biết, nhưng mà xem một cái liền biết kết quả. Điểm này, so với hắn lợi hại. Mười thành, vân cốc đoàn trưởng thực lực cũng không phải rất mạnh ta có thể thanh trừ dạ dày bộ hắc ám năng lượng vương tiên phi thường có nắm chắc nói ánh mắt nhìn về phía quán chủ người hảo quán chủ ta cảm ứng ra tới này quán chủ đầy mặt kinh ngạc này thanh niên khẩu khí quá lớn nói thẳng vân cốc đoàn trưởng thực lực cũng không phải rất mạnh muốn biết vân cốc đoàn trưởng chính là động hư nhị giai thực lực này còn không cường ngay cả vân cốc đoàn trưởng chung quanh một đám người hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía vương tiên động hư nhị giai đặt ở nơi nào đều là cường giả thật sự vị công tử này ngươi thực sự có mười thành nắm chắc khi kia thỉnh vị công tử này giúp ta thanh trừ thù lao ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngài vân cốc đoàn trưởng nghe được vương tiên như thế khẩu khí ngược lại càng thêm tin hắn lời nói có chút chờ mong vội vàng nói có thể cầm quần áo cởi ra không cần phản kháng vương tiên gật gật đầu vân cốc đoàn trưởng không có do dự trực tiếp cởi ra chính mình áo trên bên cạnh hắn một đám người đầy mặt kinh nghi nhìn vương tiên Vương Tiên cánh tay vừa động, một cái hư ảo quang minh bàn tay xuất hiện ở chính mình trước người. Thần quan tay pháp tướng, thế nhưng là thần quan tay pháp tương. Đương thần quan tay xuất hiện ở Vương Tiên trước người thời điểm, một bên tên kia thanh niên trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thần quan tay pháp tướng, vừa ra tay, liền biết Vương Tiên thực lực. Động hư cường giả. Một vị tuổi trẻ động hư quang minh mục sư. Này lệnh thanh niên sắc mặt có chút nang kham, vừa rồi hắn còn nghĩ phải đối phương đương chính mình trợ thủ, này vả mặt. Hảo lộng lẫy thần quan tay, hảo cường khống chế lực. Quán chủ nhìn này thần quan tay, đầy mặt kiếp sợ nói. Không cần phản kháng. Vương tiên nói, thần quan tay vung lên, trực tiếp ở hắn trên bụng vẽ ra một cái khẩu tử, thần quan tay đem hai bên huyết nhục trực tiếp căng ra. Ngươi ngươi tiểu tâm một chút. Một bên vân cổ đoàn trưởng thân nhân thấy như vậy một màn, khẩn trương nói. Không có việc gì, ta thế nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, vị công tử này quan chi chữa khỏi thật là lợi hại. Vân cốc đoàn trưởng vẫy vẫy tay, ánh mắt lập lòe nhìn vương tiên. Vương Tiên không có trả lời hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn dạ dày bộ. Dạ dày bộ một phần ba, hoàn toàn biến thành màu đen, một cổ đặc thù hắc ám năng lượng, bám vào mặt trên. Đánh cho bị thương ta chính là một con động hư tam giai thực cốt ma hoa, may mắn ta trốn đến mau, nếu không mệnh cũng chưa. Vân cổ đoàn trưởng cúi đầu nhìn chính mình dạ dày bộ, cao mày nói. Tận xương thực độc đã cùng dạ dày bộ hòa hợp nhất thể, quang minh khắc chế hắc ám, này cổ hắc ám chi lực phi thường tinh thuần, còn mang theo độc tố, cho dù là thực lực của ta cũng đủ, nhưng ở thi triển quang minh trong nháy mắt, thanh trừ tận xương thực độc nháy mắt, dạ dày bộ cũng sẽ gặp đến bị thương nặng, đến lúc đó muốn khôi phục nơi này thương thế, càng thêm khó khăn. Một bên quán chủ nhìn vương tiên, nhắc nhở giống nhau nói. Thuộc tính chi gian rất khó tương dung, vân cốc đoàn trưởng tu luyện chính là kim loại tính, cho dù là ở đặc thù dưới tình huống, muốn dung hợp cũng yêu cầu thật lâu thời gian, liền tính vân cổ đoàn trưởng tu luyện chính là hắc ám thuộc tính, thực cốt ma hoa hắc ám chi lực cũng so vân cổ đoàn trưởng tinh thuần, huống chi, còn mang thêm độc tố, cho nên, cũng không có hòa hợp nhất thể. Vương Tiên nói, thần quan tay chạm đến ở dạ dày bộ, quan Vũ, cường hiệu chữa khỏi từ từ. Quan Minh chi lực trực tiếp hoàn toàn đi vào dạ dày bộ vị trí. Hai người không có tương dung, khi chỉ cần nhắm ngay chỉ một sự tận xương thực độc liền có thể. Bình thường Quan Minh mục sư là cảm ứng không đến chỉ một tận xương thực độc, nhưng Vương Tiên có thể. Tương so với Quan Minh, hắn càng am hiểu hắc ám, hắc ám tiến vào hắn dạ dày bộ, hắn có thể tinh chuẩn cảm ứng được hắc ám chi lực nơi mỗi một chỗ. Cho nên hắn có thể khống chế quang minh chi lực, tinh chuẩn thanh trừ mỗi một cổ hắc ám chi lực, không thương cập đến huyết nhục. Cảm tạ Lơ Vang thư hữu vạn thưởng, cảm ơn duy trì, cảm tạ mặt khác đánh thưởng bằng hữu, cảm tạ cảm tạ. Tấu chương xong. Chương 1525, thanh truyền ngàn dặm một. Ông ông ông. Đặc thù thanh âm từ Vân Cốc bàn trưởng dạ dày bộ vị trí truyền đến. Vương Tiên sắc mặt bình đạm thao tác thần quan tay thanh trừ bên trong tận xương thực độc. Vân Cốc đoàn trưởng, có hay không cảm ứng được dạ dày bộ đau sót tăng cường? một bên quán chủ thấy như vậy một màn, vội vàng hướng tới vân cốc đoàn trưởng hỏi. Không có, đau đớn ngược lại giảm bớt rất nhiều, vị công tử này, có phải hay không có phải hay không tận xương thực độc đang ở thanh trừ. Vân cốc đoàn trưởng trên mặt lộ ra một tia kích động thần sắc, vội vàng hướng tới vương tiên hỏi. Không cần lộn xộn, lập tức thì tốt rồi. Vương tiên nhàn nhạt nói, không có trả lời hắn nói, ở chung quanh đoàn người thoạt nhìn có chút lãnh ngạo. Nhưng mà hắn như thế lãnh đạm thần sắc, ở chung quanh một đám người trong mắt, lại ngược lại lộ ra tôn kính thần sắc thật là cũng khiếp lực khống chế, cũng không phải lấy cường đại quang minh lực lượng nháy mắt đem chi thanh trừ, ngược lại lợi dụng loại này tinh chuẩn khống chế, lấy quang minh chi lực bao vây mỗi một chút hắc ám chi lực, lợi hại lợi hại. Một bên quán chủ đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Tiên, nhìn Vân Cốc đoàn trưởng dạ dày bộ tận xương thực độc bị chậm rãi thanh trừ, trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Bình thường quang minh mục sư, hoàn toàn này đây quang minh chi lực, trực tiếp thi triển, mạnh mẽ thanh trừ đối phương trong cơ thể độc tố. Một khi gặp được hơi chút phiền toái, đề cập đến thân thể nội bộ cùng phần đầu yếu hại địa phương thương thế, liền bất lực. Này liền yêu cầu càng cường đại hơn quang minh mục sư, thao tác quang minh chữa khỏi lực lượng, tới một chút trị liệu, này yêu cầu đối quang minh chi lực có cường đại khống chế lực. Đệ nhất loại rất đơn giản, đệ nhị loại, lại phi thường khó khăn. Ở khống chế phương diện, hắn tự nhận là không bằng trước mắt cái này tuổi trẻ thanh niên. Cường hiệu chữa khỏi. Tận xương thực độc bị một chút thanh trừ, vương tiên cánh tay vung lên, phóng thích một cái thần thông, dạ dày bộ bị hắc ám lực lượng ăn mòn địa phương một chút khôi phục. Thần quan tay dừng ở bị cắt ra khẩu tử vị trí, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, thực mau liền khôi phục lại đây, không có lưu lại chút nào vết thương. Hảo, hảo, thế nhưng thật sự hảo, ha ha, cảm ơn vị công tử này, cảm ơn vị công tử này. Cao hứng thanh âm từ vân cổ đoàn trưởng trong miệng truyền đến, hắn cảm thụ được thân thể của mình, đầy mặt kích động. Này tận xương thực độc tiến vào ngũ tạng bên trong, chính là một cái muốn mệnh đồ vật, một khi thời gian lâu rồi, liền hoàn toàn xong rồi. Đến lúc đó, hắn một thân thực lực thi triển không ra năm thành, thực lực giảm đi. Cảm ơn vị công tử này, công tử ngài quang minh chi thuật thật là lợi hại, liền đường quán chủ đều trị không hết thương thế, ngài thế nhưng có thể trị hảo, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. À. Là nha, quá lợi hại, như thế tuổi trẻ liền có được như thế cường đại quang minh chi lực, ở toàn bộ quang minh mục sư bên trong cũng là phi thường lợi hại. Vân Cốc đoàn trưởng bên cạnh mấy người đầy mặt khen tặng hướng tới Vương Tiên nói. Này đứng ở một bên thanh niên có chút kiếp sợ nhìn thanh niên này. Chính mình sư phó không có chữa khỏi thương thế, hắn thế nhưng thật sự đem chi chữa khỏi, chẳng lẽ so sư phó còn mạnh hơn. Này làm hắn hơi hơi có chút hoảng hốt. Không cần, thu phí liền dựa theo thánh dược y quán tiêu chuẩn đi. Vương Tiên lắc lắc đầu, nói ánh mắt nhìn nhìn một bên quán chủ. Vân Cốc đoàn trưởng thương thế là tiểu huynh đệ ngươi chữa khỏi, sở hữu phí dụng toàn bộ cho ngươi. Đường quán chủ hướng tới Vân Cốc đoàn trưởng ý bảo một chút. Hảo hảo, Vương công tử, đây là phí dụng Ngài thỉnh nhận lấy. Vân Cốc đoàn trưởng bên cạnh lão giả, vội vàng đưa qua một cái nhẫn không gian. "Hảo, ta đây liền nhận lấy." Vương Tiên gật gật đầu, không có khách khí, trực tiếp thu lên. "Chúng ta trước có việc cáo từ, về sau nếu là có bằng hữu yêu cầu trị liệu, nhất định giới thiệu bọn họ tới nơi này." Vân Cốc đoàn trưởng hướng tới khách sáo vài câu, xoay người rời đi. "Quán chủ, đây là ta không lâu trước đây cho ngài nói vị kia công tử, ngài có phải hay không không thấy được, ngài hiện tại nhìn xem thông tin thạch bàn." người bệnh rời đi, bà lão lập tức hướng tới quán chủ nói. Có chút lời nói, vương tiên ở đây hắn không hảo nói thẳng. Ân. Quán chủ hơi hơi sửng sốt, nhìn đến đường chủ quản thần sắc, gật gật đầu, hướng tới vương tiên cười cười, vừa rồi cấp vân cốc đoàn trưởng xem bệnh, không có xem tin tức. Quán chủ nói, lấy ra thông tin thạch bàn nhìn nhìn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chậm rãi đem chi thu lên, trong mắt ánh mắt lập lè. Vị công tử này, ngươi xác định muốn gia nhập chúng ta thánh dược y quán, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn chính mình khai cái y quán. Chần chờ một chút, quán chủ hướng tới Vương Tiên hỏi. Xác định, ta khả năng sẽ ở y quán nội đại mấy tháng. Vương Tiên gật gật đầu. Khi hảo, chúng ta đem y quán tầng thứ tư cho ngươi đằng ra tới, dựa theo y quán quy củ, động hư trở lên, đem thu vào 20% giao cho y quán. Bất quá, tiểu huynh đệ thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi chỉ cần đem 10% thu vào nộp lên cấp y quán là được. Quán chủ hướng tới Vương Tiên nói. Hắn ở một bên gật đầu. Quán chủ, cái này tiểu tử sự tình liền giao cho ta đi về sau ta ở lầu bốn nương hắn trợ thủ lão hồ ở một bên cười nói có thể lão hồ ngươi cấp vị tiểu huynh đệ này ăn bài đi có đôi khi sự tình tiểu huynh đệ cũng có thể tới tìm ta quán chủ cười nói tốt cảm ơn quán chủ vương tiên gật gật đầu đi theo lão hồ hướng tới phía dưới đi đến sư phó ngươi ngươi vì cái gì cho hắn như thế tốt điều kiện một bên thanh niên nhìn đến vương tiên bọn họ rời đi đầy mặt kinh ngạc mở miệng hỏi thanh niên này phi thường tuổi trẻ, thực lực lại rất cường, hắn gốc tại chúng ta y quán, đối chúng ta có rất lớn chỗ tốt, đối thanh danh của chúng ta có thực hảo. Quán chủ cười cười, cường đại quang minh mục sư không phải tưởng mời chào là có thể đủ mời chào. Một người động hư phía trên quang minh mục sư, ở thần quốc phế tích chính là một cái cây rụng tiền, đừng nói tiếng vào bọn họ thánh dược y quán, chính là tiếng vào thần quang y quán cũng là nhẹ nhàng. Tiểu tử, tới tới, cái này tầng thứ tư trước kia là một người động hư cấp bậc quang minh mục sư cấp người bệnh trị liệu địa phương, bất quá vị kia quan minh mục sư đã rời đi, ta làm người thu thập một chút. Lão Hồ mang theo vương tiên đi vào tầng thứ tư y quán, hơn 1.000 mét vuông diện tích, có thể nói là phi thường thật lớn. Ở bốn tầng, cấp người bệnh xem bệnh địa phương chỉ có 200 bình phương tả hữu, còn lại toàn bộ đều là nghỉ ngơi địa phương. Toàn bộ phòng phi thường xa hoa. Lão Hồ kêu tới mấy nữ sinh đi lên sửa sang lại, kia vài tên nữ sinh tò mò đánh giá vương tiên, thường thường nhìn qua, khe khẽ nói nhỏ. Vương tiên ánh mắt nhìn quét chung quanh, đi vào ban công vị trí. Từ ban công vị trí, có thể nhìn đến bên ngoài lui tới người qua đường. Đối với nơi này hoàn cảnh, hắn phi thường vừa lòng. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị mỗi ngày khi nào tiếp đãi khách nhân, có hay không cái gì yêu cầu, tỉ như cái dạng gì người bệnh trị không được, không tiếp đãi. Lão hổ hướng tới Vương Tiên nói, động hư cấp bậc quan minh mục sư thân phận còn là phi thường tôn quý, ngươi có thể cố định thời gian cấp người bệnh trị liệu. Tấu chương xong. Chương 1526, thanh truyền ngàn dặm 2. Vương Tiên tới là một cái quan minh mục sư chủ yếu đó là vì tìm kiếm quan ám cân bằng. Tăng lên đối quang minh chi lực rèn luyện cùng với nắm giữ, này yêu cầu hắn không ngừng sử dụng quan minh chi lực. Cấp người bệnh trị liệu, có thể đại đại tăng lên hắn đối quang minh chi lực khống chế. Đặc biệt là trị liệu tất cả đều là bị hắc ám xâm lấn người bệnh. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như là thuộc về một cái người bệnh. Ba ngày 8 giờ đến buổi tối 5 điểm, bất luận cái gì người bệnh đều tiếp, còn lại thời gian, không tiếp khách. Vương Tiên nghĩ nghĩ, mở miệng hướng tới lão hồ nói. Hảo, ta sẽ đem quy củ nói cho phía dưới tiếp đãi người bệnh nhân viên lão hồ gật gật đầu ân ngồi đi lão hồ muốn hay không uống điểm trà vương tiên ngồi ở trên ban công vị trí lấy ra một hồ trà ấm áp sau đó chính mình pha một ly uống không quen uống không quen ta còn là uống rượu đi lão hồ lấy ra bầu rượu lắc lắc đầu cười tủm tỉm nhìn trên đường quá vãng dòng người có nhân loại cũng có yêu thú vương tiên nhìn đem một đám điêu khắc lấy ra tới hét to này đó điêu khắc là tiểu tử ngươi điêu khắc sao? Thật là xinh đẹp nha, này một đám mỹ nữ, không phải là ngươi thân mật đi. Lão Hồ nhìn Vương Tiên lấy ra một đám điêu khắc bày biện ở chung quanh, cười hỏi. Vương Tiên cũng là cười cười, nhìn quan cư tình một chúng nữ sinh điêu khắc, không có lăng kiếm nhi. Ở không có hoàn toàn lệnh quan ám giao hòa là lúc, hắn không đụng vào về lăng kiếm nhi sự tình. Bốn tầng thực mau bị thu thập hảo, Vương Tiên nhìn nhìn chính mình cư trú phòng, phi thường vừa lòng. Đóng cửa lại khi, cũng là an tĩnh vô cùng mà ở thánh dược y quán nội, về bọn họ y quán nội tới một người động hư cấp bậc thanh niên mục sư, cũng thực mau truyền vào mỗi một người nhân viên công tác nơi đó. Này lệnh y quán nội rất nhiều mục sư phi thường hưng phấn. Y quán nội, 90% đều là nữ mục sư, trong đó có một bộ phận tuổi còn không phải quá lớn. Biết được một người tuổi trẻ động hư cấp bậc quang minh mục sư, sở hữu nữ sinh đều tâm động vô cùng. Động hư cấp bậc, đặt ở nơi nào đều có thể đủ quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt. Có thể gả cho động hư cường giả, khi quả thực là gã đến hào môn. Thần quốc phế tích nơi này đêm thực hắc, hắc đến không trung không có ánh trăng, hướng tới nơi xa nhìn lại, giống như vực sâu giống nhau. Y quán là 24 giờ buôn bán, bất quá buổi tối thời điểm, vương tiên trực tiếp nghỉ ngơi. Nghe nói chúng ta ngày hôm qua nghỉ ngơi thời điểm, lầu bốn tới một vị động hư cấp bậc quan mục sư đại nhân, phi thường tuổi trẻ, một vị soái ca. Qua, wow, thật vậy chăng? Tuổi trẻ động hư mục sư đại nhân. Có bao nhiêu soái? Không biết, hy vọng hôm nay tiếp đãi người bệnh thời điểm, có cơ hội thượng lầu 4 nhìn xem. Hai gã ở cửa tiếp đãi người bệnh nữ sinh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhanh lên nhanh lên, chúng ta đi y quán nội, mục sư tuyệt đối có thể chữa khỏi người hai tay, tuyệt đối có thể. Liền ở hai gã nữ sinh nói chuyện với nhau thời điểm, ba cái thân ảnh có chút cúng quyết hướng tới bên này đi tới. Một người phụ nhân một người nữ sinh cùng với một người trung niên, lúc này tên kia trung niên đôi tay rũ xuống tới, nhàn nhạt hắc khí tràn ngập, còn mang theo một cổ hư thối hơi thở phụ nhân cùng nữ sinh đầy mặt nôn nóng nâng tên kia chua sót trung niên. Ba vị, muốn xem bệnh sao? Một người tiếp đãi nữ sinh hướng tới bọn họ hỏi. Là là, chúng ta muốn xem quan minh mục sư, muốn loại bỏ hắc thủy độc tố. Tên kia phụ nhân đầy mặt nôn nóng hỏi. Nghiêm trọng sao? Các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi đi tìm mục sư xem một chút. Tiếp đãi nữ sinh lập tức nói. T, Thảo, lần này thật là xui xẻo, cánh tay trực tiếp bị phế bỏ, ít nhất yêu cầu tìm động hư cấp bậc quan minh một sư đại nhân cấp trị liệu. Đúng lúc này, bốn năm cái đại hán đi tới, trong đó một người bay thẳng đến một người tiếp đại nữ sinh nói. Động hư cấp bậc một sư đại nhân. Tên kia tiếp đại nữ sinh nhìn bốn năm tên đại hán, hai mắt hơi hơi lập lòe, lập tức nói, hảo hảo, ta mang các ngươi qua đi. Ân. Hư thối hương vị, hảo xú. Đúng lúc này, một gã đại hán đột nhiên nghe nghe chung quanh, ánh mắt nhìn về phía một bên trung niên cùng hai gã phụ nhân. Hắc thủy độc tố. Toàn bộ cánh tay thế nhưng bị ăn mòn, này xem như phế đi, hoặc là trực tiếp chặt đứt lấy đang dược hảo hảo dưỡng dưỡng sinh trường, hoặc là lệnh cường đại quang minh mục sư tiến hành cục tay trọng sinh. Một gã đại hán nhàn nhạt nói, theo sát hướng tới bên trong. Cục tay trọng sinh. Phụ nhân cùng nữ sinh nghe thế câu nói sắc mặt hơi hơi một bạch. Quang minh mục sư trị liệu nhưng không tiện nghi, muốn lệnh cục tay nhanh chóng trọng sinh, căn cứ bị thương giả thực lực, yêu cầu ít nhất mua sắm nửa bước động hư cấp bậc đang dược, này không phải một hai viên đang dược có thể giải quyết thực lực càng cường, cục tay trọng sinh tiêu hao đang dược cấp bậc càng cao. Phí dụng rất lớn, đến nỗi quan Minh mục sư cục tay trọng sinh, giá cả cùng cái này không sai biệt lắm. Này vẫn là muốn ít nhất động hư nhị giai mục sư tới thi triển. Còn có một loại chính là lấy bình thường đang dược hơn nữa tu luyện chậm rãi khôi phục, cũng có thể đủ lệnh cục tay trọng sinh. Nhưng này yêu cầu thời gian, ít nhất là đã nhiều năm thời gian. Từ bọn họ ba người tình huống tới xem, cũng không phải có tiền. Trung niên thực lực, cũng gần là siêu phàm thất giai. Ta trước mang các ngươi nhìn xem đi. Tên kia tiếp đại nữ sinh hướng tới bọn họ nói. Hảo hảo. Mấy người đầy mặt là hãng gật gật đầu. Ta dẫn bọn hắn đi lầu bốn. Một khắc danh tiếp đại nữ sinh hướng tới cái kia tiếp đại chấp chấp mắt, trực tiếp mang theo mấy cái đại hán hướng tới lầu bốn đi đến. Đi thôi. Mặt sau tiếp đại nữ sinh cổ cổ miệng, theo sau hướng tới bên cạnh ba người nói, mang theo bọn họ cũng tiến vào bên trong. Vương Mục Sư, có người bệnh tới. Lầu bốn vị trí, vương tiên ngồi ở trên ban công uống trà nhìn rất cốt ánh mặt trời bên ngoài truyền đến lão hồ thanh âm tới có người bệnh ở lão hồ không có khả năng xưng hô vương tiên vì tiểu tử ân nam vẫn là như vậy tuổi trẻ một sư bốn năm cái đại hán nhìn đến vương tiên từ ban công vị trí đi tới trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc cánh tay bên trong xương cốt bị dập nát đúng không hồ bá dựa theo thánh dược y quán thu phí là nhiều ít vương tiên nhìn lướt qua trung ương đại hán nhìn về phía lão hồ hỏi. Ta vừa rồi cho hắn nhìn một hồi, toàn bộ phục hồi như cũ, không cần dùng đan dược nói, 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão Hồ nói thẳng nói. 80 vạn thượng phẩm linh thạch, không xem như một cái số lượng nhỏ. Ở thần quốc phế tích nơi này, phần lớn sử dụng thượng phẩm linh thạch, một thượng phẩm linh thạch tương đương 100 trung phẩm linh thạch. 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Không chờ vài tên đại hán nói chuyện, mặt sau vị trí truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm. Ân. Các ngươi ồn ào cái gì ồn ào? vài tên đại hán nhìn nhìn mặt sau, phát hiện là ở cửa gặp được ba người, cao mày quát. An tĩnh, muốn trị liền trị, không trị liền đi. Vương tiên hướng tới bọn họ nhàn nhạt nói. Trị trị, 80 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta có. Một gã đại hán nói thẳng nói. Ân. Ừ. Vương tiên gật gật đầu, cánh tay vung lên, từng đạo quang minh trực tiếp dừng ở tên kia đại hán hai tay thượng. Tấu chương xong. Chương 1527, thanh truyền ngàn dặm ba. Hảo, hoàn toàn hảo, Giang hán kia cẩu đồ vật cùng lão tử luận bàn thế nhưng trực tiếp ra tay như thế chi trọng đi lần này lão tử phải đi về báo thù từng đạo quang minh dừng ở đại hán cánh tay thượng không đến một phút thời gian cánh tay hoàn toàn khôi phục hắn hoạt động một chút cánh tay trên mặt lộ ra tươi cười trong miệng hùng hùng hổ hổ nói thật là lợi hại hảo soái nha ở phía sau tiếp đãi hai gã nữ sinh nhìn 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 nhau liếc mắt một cái nhỏ giọng nói đa tạ vị này một sư đại nhân một sư đại nhân như thế tuổi trẻ liền đạt tới động hư chi cảnh Thật sự là thiên chi kiêu tử a. Vài tên đại hán hướng tới Vương Tiên chắp tay, đem linh thạch đưa cho lão hồ, trực tiếp rời đi. Không không, 80 vạn thượng phẩm linh thạch quá quý, đi thôi đi thôi. Không được, chúng ta tiền đủ, chúng ta tiền đủ, đem chúng ta trụ địa phương bán đi, hoàn toàn cũng đủ, hoàn toàn cũng đủ, trị liệu, chúng ta trị liệu. Phụ thân, chạy nhanh trị liệu đi, hắc thủy độc tố thời gian dài không trị liệu thông suốt quá máu tuần hoàn tiến vào trong cơ thể, chúng ta cần thiết muốn trị liệu. Không có việc gì không có việc gì đem cánh tay chặt đứt là được. Ngươi cánh tay chặt đứt. Chúng ta ngày sau như thế nào sinh hoạt? Tranh luận thanh âm vang lên, vương tiên ngồi ở bên trong, hướng tới bên ngoài đứng ba người nhìn nhìn. Nhìn đến trung niên nói chuyện đến cuối cùng, trung niên bất đắc dĩ thở dài một chút. Các ngươi hắc thủy độc tố nếu nghiêm trọng nói, khả năng ít nhất muốn 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này, đứng ở một bên lão hồ nhìn nhìn trung niên hư thối cánh tay, nhàn nhạt nói. Ở y quán nội, hắn nhìn thấy quá nhiều loại chuyện này không có linh thạch trị liệu người rất nhiều rất nhiều, có thậm chí bởi vậy tử vong. Nhưng y quán cũng không phải từ thiện địa phương, không có linh thạch, cái nào quang minh một sư nguyện ý tiêu hao năng lượng cho ngươi trị liệu. Cái gì? 150 vạn thượng phẩm linh thạch, không đúng không đúng. Ba người nghe được lão hồ nói, thân mình nhịn không được trung rẩy một chút, thân mình cảm giác dường như suy sụp xuống dưới giống nhau. Các ngươi trong tay hiện tại có bao nhiêu? Vương tiên ngồi ở chỗ kia, hướng tới bọn họ nhàn nhạt hỏi. Chúng ta chúng ta trong tay chỉ có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như, nếu đem phòng ở một ít đồ vật bán đi nói, nhiều nhất tập hợp 80 vạn. Tên kia phụ nhân cúi đầu, có chút tuyệt vọng nói: "Đem các ngươi trong tay linh thạch cho ta một nửa đi." Vương Tiên nói, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Phục. Ở trung niên còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, hắn hai tay bị Vương Tiên trực tiếp chặt đứt. Theo sát, hắn cảm ứng được một đạo quang minh trực tiếp đem thân hình hắn bao phủ. Ở hắn không thể tin tưởng dưới tình huống, hắn hai tay chậm rãi sinh trưởng ra tới. Một bên lão hồ ngẩn người, ngay cả mặt sau tiếp đãi nữ sinh cũng là đầy mặt kinh ngạc. Linh Thạch lưu lại một nửa, đi thôi. Vương Tiên cánh tay vung lên, khi hai cái bị hắc thủy độc tố hoàn toàn ăn mòn cánh tay bay đến chính mình phía trước. Hắn yên lặng mà đánh giá. Cảm ơn, cảm ơn vị đại nhân này, cảm ơn ngài nha. Cảm ơn mục sư đại nhân, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Phụ nhân nữ sinh cùng với trung niên hoàn toàn ngốc, ở nhìn đến cánh tay hoàn toàn mọc ra từ thời điểm, bọn họ trên mặt lộ ra kích động thần sắc ba người vội vàng quỳ trên mặt đất lớn tiếng cảm tạ vương tiên cười cười không nói gì lão hồ ánh mắt lập lòe nhìn nhìn về phía ba người hảo vương mục sư đại nhân xem các ngươi đáng thương cho ta năm vạn thượng phẩm linh thạch đi thôi cảm ơn cảm ơn vương mục sư nhanh nhanh chúng ta đem sở hữu linh thạch đều cấp mục sư đại nhân ngài chỉ cần năm vạn lập tức rời đi không cần quấy rầy lão hồ lạnh lùng nói là là cảm ơn cảm ơn ba người cảm kích nói, đôi mắt đỏ bừng đứng lên cung kính không người tử, hỉ cực mà khóc trời đi. Hảo có tình yêu nha, không chỉ có thực lực cường, lớn lên xoái, còn như vậy có tình yêu, quả thực chính là bạch mã vương tử giống nhau. Mang theo ba người tới tiếp đại nữ sinh nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia vương tiên, hai mắt sáng lên nói. Vương tiên không có hướng tới bên ngoài nhìn lại, lẳng lặng nhìn chầm chầm trước người bị hắc ám lực lượng ăn mòn cánh tay. Đối với gần như miễn phí giúp bọn hắn trị liệu, vương tiên cũng không có đặt ở trong lòng. Hắn không thiếu linh thạch, mười muôn vàng vạn thậm chí một tỷ thượng phẩm linh thạch, hắn đều sẽ không tha ở trong mắt. Tiêu diệt ma cổ thành sau, hắn được đến những không gian nội vật tư, bảo vật cùng linh thạch là một cái phi thường khủng bố con số. Hiện tại với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là, quan ám cân bằng. Tư tư. Vương tiên cánh tay vung lên, quan minh lực lượng dừng ở mặt trên, phát ra tan rã thanh âm. Cái kia trung niên là một người quan minh thuộc tính tu luyện giả, bị hắc ám ăn mòn, toàn bộ cánh tay 99% đã phế bỏ, nhưng còn có mấy chỗ có ý tứ địa phương. Vương Tiên đánh giá, quan kháng. Hắn phát hiện, quan ám ở bằng nhau dưới tình huống, hắc ám diệt không xong quan minh, quan minh cũng diệt không xong hắc ám, tại đây loại dằn co dưới, sẽ hình thành một cái xoay tròn. Thật giống như, thái cực. Ngũ hành bởi vì tương sinh nguyên nhân, có thể dung hợp ở bên nhau, nhưng bản chất, ngũ hành cũng tương khắc, quan ám không có tương sinh, chỉ có tương khắc, cũng không phải không thể đủ giao hòa, tựa như thái cực. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, cánh tay vung lên, từng đạo quan minh dừng ở cánh tay thượng hắn muốn thử lấy quang minh lực lượng đem này hai cái cánh tay hoàn toàn khôi phục lại vương mục sư lại tới người bệnh buổi chiều thời điểm vương tiên lại tiếp đãi hai cái người bệnh thực mau đem chi chữa khỏi còn lại thời gian hắn đều ở nghiên cứu kia hai cái cánh tay buổi tối thời điểm vương tiên vô tư cứu trị một cái trung niên sự tình liền ở y quán nội truyền bá lên một đám nữ sinh hưng phấn mà trò chuyện bất quá vương tiên vẫn luôn ngốc tại lầu 4 không ra đi rất nhiều người đều không có nhìn thấy hắn gương mặt thật như thế lệnh không ít nữ sinh đầy mặt tiếc nuối, nghĩ có phải hay không muốn đi lên nhìn xem. Nhưng lại có chút không dám. Liên tiếp hai ngày, Vương Tiên tổng cộng tiếp đãi mười mấy người bệnh, có chút trong cơ thể lưu có cường đại yêu thú hắc ám năng lượng. Có yêu cầu gãy chi trọng sinh. Tóm lại đều là một ít ở Vương Tiên xem ra phi thường đơn giản vấn đề. Vương Mục Sư, đây là ngày đầu tiên thời điểm, người cứu trị cái kia trung niên đưa tới cờ thưởng, bọn họ nói đại nhân ân tình vô pháp báo đáp, chỉ có thể đưa nho nhỏ cờ thưởng một cái. Ngày này buổi chiều, lão hồ đi tới trong tay cầm một cái cờ thưởng đầy mặt tươi cười nói hồ bá giúp ta đặt ở nơi đó đi vương tiên ánh mắt nhìn lại cờ thưởng cười cười nói di ngươi thế nhưng đem cái kia hủ bại cánh tay hoàn toàn khôi phục lại đây lúc này lão hồ đầy mặt khiếp sợ nhìn vương tiên trước người bên kia hắn từ giữa năm trên người chặt đứt hủ bại cánh tay hôm nay thoạt nhìn cùng bình thường cánh tay giống nhau còn tản ra nhàn nhạt sinh cơ này quả thực không thể tưởng tượng ân Vương Tiên nhìn trước người cánh tay, cảm ứng một chút chính mình trái tim vị trí, trải qua mấy ngày nay hắn đối với Quang Minh hiểu biết cùng rèn luyện, quan ám chi tâm Quang Minh, đạt tới 25% tả hữu. Không dùng được bao lâu, hắn liền có thể lệnh quan ám đạt tới một cái cân bằng. Tấu chương xong. Chương 1528, Thanh truyền ngàn dặm 4. Hồ Bá. Thánh Dược Y quán phòng nội, Vương Tiên nhìn trước người trái tim, như thế nào mới có thể đủ tiếp đãi càng nhiều bị hắc ám ăn mòn người bệnh. Càng nhiều người bệnh. Lão Hồ nhìn về phía Vương Tiên, muốn tiếp thu càng nhiều bị hắc ám ăn mòn người bệnh, rất đơn giản, miễn phí trị liệu. Nhưng nếu là ngươi miễn phí trị liệu nói, có phải hay không quá? Hắn nói, nhìn nhìn Vương Tiên, miễn phí cấp bất luận kẻ nào trị liệu, lấy thực lực của hắn, cơ hồ phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm sở hữu người bệnh đều sẽ điên cuồng tuôn ra mà đến. Không có người như thế nhân từ miễn phí cấp mọi người người bệnh trị liệu. Hơn nữa, làm như vậy sẽ đắc tội mặt khác y quán. Nếu ta muốn miễn phí cấp những cái đó không có tiền trị liệu người đâu. Vương Tiên nhìn đến một bên kia một nhà ba người đưa lên tới cờ thưởng, đầy mặt miễn cười nói. Ân. Miễn phí cấp không có tiền trị liệu người chữa bệnh. Như thế có thể, trước kia có không ít người làm ra quá loại chuyện này. Ta có thể tìm quán chủ, làm quán chủ đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài, nhưng là, này khả năng sẽ có một ít người làm bộ không có tiền. Lão Hồ hướng tới Vương Tiên nói. Có hay không chi trả năng lực, ta có thể phán đoán ra tới, phiền toái Hồ bá đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài là được. Vương Tiên ánh mắt lập lòe nói. Hảo, một đêm tuyên truyền, ngày mai liền sẽ có rất nhiều người bệnh lại đây trị liệu, ngươi muốn chuẩn bị một chút. Lão Hồ hướng tới Vương Tiên gật gật đầu. Hắn gật gật đầu. Cấp bị hắc ám xâm lấn người trị liệu, biến tướng cũng là cho chính mình trị liệu. Lấy quan minh chữa khỏi hắc ám, có thể lệnh quan ám chi tâm cân bằng trước tiên đạt tới. Lão Hồ rời đi, đem miễn phí cấp người nghèo chữa bệnh tin tức, nói cho quán chủ. Đối với Vương Tiên cái này hành động, quán chủ phi thường kinh ngạc, bất quá do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Miễn phí trị liệu là ở Thánh Dược Y Quán nội tiến hành, đối với Thánh Dược Y Quán thanh danh có rất lớn tăng lên. Vào lúc ban đêm, Thánh Dược Y Quán có động hư cấp bậc quan minh mục sư miễn phí cấp sở hữu chi trả không dậy nổi trị liệu người tiến hành cứu trị tin tức truyền đi ra ngoài. Này tin tức, lập tức khiến cho vô số người chú ý. Ở thần quốc phế tích chung quanh, dựa vào thần quốc phế tích mà sinh tồn người ít nhất có mấy trăm triệu. Tuy rằng lấy cường giả chiếm đa số, nhưng càng nhiều vẫn là động hư cấp bậc dưới rất nhiều người tiến vào quá thần quốc phế tích cùng với thần quốc trong rừng rậm gặp đến hắc ám ăn mòn trong cơ thể lưu lại một ít bệnh kính cũng không phải mỗi người đều có tiền chữa khỏi có tiền tìm quan minh mục sư mỗi năm bởi vì hắc ám ăn mòn mà tử vong người không thua trăm vạn hiện tại thánh dược y quán có động hư cấp bậc quan minh mục sư miễn phí trị liệu đối với không ít người tới nói có thể nói là phi thường đại sự tình vừa đến ban đêm thời điểm liền có người xếp hàng đi vào thánh dược y quán cửa Lần này miễn phí trị liệu chính là chúng ta Thánh dược y quán Vương Mục sư đại nhân, Vương Mục sư đại nhân mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến năm điểm trị bệnh cứu người, các ngươi hiện tại chờ cũng vô dụng. Ban đêm thời điểm, Thánh dược y quán hai gã nữ sinh tiếp đãi, hướng tới ở cửa xếp hàng người hô. Không có việc gì hai vị cô nương, chúng ta ở chỗ này chờ, chờ đến ngày mai Vương Mục sư đại nhân. Là nha, hiện tại đều đã nhiều người như vậy, ngày mai càng nhiều, Vương Mục sư đại nhân một ngày có thể trị liệu bao nhiêu người, lại có thể duy trì nhiều ít thiên cũng không biết chúng ta không có linh thạch trị liệu, cho dù là hiện tại chờ cũng không có việc gì. Không biết vị này vương mục sư đại nhân là ai, trước kia như thế nào không có nghe nói qua, thật là người tốt nột. Là nha là nha, ta này chân bộ hai năm trước bị ở hắc ám yêu thú cắn một mùng, lúc ấy liền không có linh thạch trị liệu, bỏ lỡ tốt nhất chữa khỏi thời gian, thế cho nên lệnh lại tưởng trị liệu, trừ phi tìm động hư cấp bậc đại nhân ra tay, nhưng động hư cấp bậc đại nhân, ta nào có nhiều như vậy tiền a? À. Thánh dược y quán trước cửa vị trí, một đám người ở phía trước nghị luận vương mục sư đáy lòng hảo thiện lương nha nghe xa xa các nàng nói vương mục sư phi thường soái không biết ban ngày công tác thời điểm có thể hay không nhìn thấy quá mấy ngày ta muốn xin ban ngày công tác ta mau chân đến xem vương mục sư hai gã mỹ nữ tiếp đã nhìn đến phía trước một đám người nghị luận cũng là nhỏ giọng nói ánh mắt thường thường hướng tới lầu bốn nhìn lại người không ít sao ngày hôm sau sáng sớm đương vương tiên lên lúc sau đi vào ban công bên thời điểm nhìn đến phía dưới sắp hàng mấy trăm người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc trên mặt chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Vương Mục Sư, phía dưới đã tụ tập rất nhiều người bệnh, muốn cho bọn họ đi lên sao? Không bao lâu, Lão Hồ đúng giờ đi tới, hướng tới Vương Tiên hỏi. Dùng một lần tới 10 người, làm cho bọn họ đi lên đi. Vương Tiên gật gật đầu, nói thẳng nói. Hảo! Lão Hồ gật gật đầu, theo sau hướng tới bên ngoài đi đến. Thực mau, một người thoạt nhìn phi thường vui sướng nữ sinh mang theo 10 người đi vào tới. Vương Mục Sư Đại Nhân, người mang đến. Nữ sinh ngọt ngào nói, một đôi ngập nước đôi mắt hướng tới Vương Tiên nhìn lại. Tất cả mọi người vào đi. Vương Tiên gật gật đầu, ánh mắt đảo qua 10 tên trị liệu người. Có thể nhìn ra, bọn họ mỗi người tình huống đều không phải thực hảo. Vương Mục Sư Đại Nhân, cảm ơn Ngài miễn phí cho chúng ta trị liệu. Một đám người nhìn đến Vương Tiên như thế tuổi trẻ bộ dáng, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thực mau cung hạ thân tử. Không cần. Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía bọn họ, quan ám hỏa long mắt bắt đầu xem xét bọn họ thân hình. Các người ba cái trước tiến lên một bước. Vương tiên chỉ vào hai gã trung niên một người lão giả nói. Là là. Ba người có chút khẩn trương hướng tới phía trước đi rồi hai bước. Các người thương thế cũng không phải nghiêm trọng. Hắn nói, cánh tay vung lên, một đạo quan minh lực lượng trực tiếp dừng ở bọn họ trên người. Ông. Quan minh, bao trùm bọn họ toàn thân, vương tiên ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm. Ân. Lãng phí một ít quan minh chi lực. Vương tiên nhìn đến cái này tình huống, trong lòng hơi hơi lắc lắc đầu. Thiên nột, ta ta trong cơ thể hắc ám độc tố thế nhưng bị thanh trừ, thế nhưng vương mục sư đại nhân cánh tay vung lên thế nhưng bị thanh trừ, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Ba người lập tức cảm ứng được trong cơ thể vẫn luôn ra tấn bọn họ hắc ám năng lượng bị thanh trừ, đầy mặt kích động mà quỳ xuống. Bọn họ bay thẳng đến vương tiên dập đầu cảm tạ nói. Về sau chú ý một chút, chỉ biết cho các ngươi miễn phí chữa khỏi một lần. Vương tiên nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác sáu người. Các ngươi hai cái, vương tiên lại chỉ hướng hai cái cục tay trung niên là đại nhân hai người trực tiếp đi tới vương tiên đồng dạng một đạo quan minh chi lực bao trùm mà đi gãy chi trọng sinh trực tiếp thi triển ở gãy chi trọng sinh thời điểm hắn cẩn thận cảm ứng quan minh chi lực cảm ơn đại nhân cảm ơn đại nhân hai người cảm kích trực tiếp quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô này lệnh mặt khác năm người trong mắt kích động vô cùng thân mình có chút run rẩy các ngươi năm cái cùng nhau đi vương tiên cánh tay vung lên quan minh chi lực bao phủ một chút thanh trừ bọn họ trong cơ thể hắc ám chi lực. Hảo, trở lên tới 10 cái người. Tấu chương xong. Chương 1529, thanh truyền ngàn dặm năm. Di. Bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới. Là nha, lúc này mới bao lâu, nhiều nhất mới 5 phút đi, này sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Thánh dược y quán cửa chỗ, giờ này khắc này, ở cửa vị trí, đã xếp hàng tiếp cận hơn 1.000 người. Khi bọn hắn nhìn đến vừa rồi nhóm đầu tiên tiến vào bên trong 10 cái người ra tới thời điểm, đang ở xếp hàng một đám người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này mới 5 phút, bọn họ như thế nào ra tới nhanh như vậy? Không đúng, các ngươi xem, các ngươi xem kia hai người, đi thời điểm, bọn họ là cục tay, hiện tại thế nhưng sinh trưởng ra tới. Thật đúng là, xem bọn họ kích động bộ dáng, hẳn là toàn bộ trị hết, thiên nột, nhanh như vậy 10 cái người liền hoàn toàn chữa khỏi. Đột nhiên, vài tên trung niên quan sát kỹ lưỡng ra tới 10 cái người, đầy mặt hưng phấn mà hỏi. Ha ha, hảo hảo, chúng ta hoàn toàn hảo, vương mục sư đại nhân phi thường lợi hại, vương mục sư đại nhân là người tốt nột. Đi ra 10 người nhìn đến bên ngoài một đám người đầy mặt nóng bỏng nhìn bọn hắn chầm chầm. Bọn họ một đám đầy mặt hưng phấn mà nói. Kế tiếp, lại lần nữa lại đây 10 cái người. Đúng lúc này, phía trước vị trí, một người nữ sinh tiếp đãi hơi hơi ngẩng đầu, đầy mặt tươi cười hô. Các ngươi đều không nên gấp cáp, một đám tới, chúng ta vương mục sư đại nhân chính là phi thường lợi hại đâu. Nữ sinh có chút kiêu ngạo hướng tới mọi người nói. Là là, vương mục sư đại nhân phi thường lợi hại cánh tay của ta chặt nứt mười mấy năm đại nhân đều có thể đủ cho ta chữa khỏi một người lão giả đầy mặt hưng phấn mà nói nói xong hắn xoay người hướng tới thánh dược y quán vị trí đã bái bái đi 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 đến chúng ta mặt sau mười người có chút kích động đi theo nữ sinh mặt sau hướng tới lầu bốn vị trí đi đến vương mục sư đại nhân người bệnh tới tiếp đãi nữ sinh mang theo người tới bốn tầng ngọt ngào hướng tới bên trong vương tiên hô ân ừ, kế tiếp làm cho bọn họ trực tiếp tiến vào là được. Vương Tiên hướng tới tên kia nữ sinh cười cười. Nhìn đến Vương Tiên hướng tới nàng cười, này lệnh tên kia tiếp đãi nữ sinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, lập tức gật gật đầu. Vương Tiên ánh mắt đảo qua 10 tên người bệnh, xem xét một chút bọn họ điều kiện, tránh cho một ít người làm bộ người nghèo tiến vào. Theo sát, từng đạo quang minh chi lực dừng ở bọn họ trên người. Ở ngay lúc này, quán chủ yên lặng mà đi tới, ánh mắt nhìn về phía đang ở trị liệu người bệnh Vương Tiên, nhìn nhanh chóng khôi phục người bệnh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cảm thán ở bên người tên kia thanh niên cũng theo ở phía sau hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn nhìn một đám một đám người lại đây bị nhanh chóng chữa khỏi lợi hại nha lợi hại nha thật là sống sau đè sống trước ta cùng hắn so sánh với quả thực kém xa kém xa này đối với quang minh vận dụng quả thực không thể tưởng tượng quán chủ đứng ở nơi đó nhìn một giờ theo sát đầy mặt chịu đã kích lắc lắc đầu hướng tới trên lầu đi đến sư phó hắn hắn thật sự lợi hại như vậy sao ta cũng không có xem hắn sử dụng quá cường pháp tương. Một bên thanh niên nghe được chính mình sư phó nói, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Hắn sư phó chính là động hư tam giai quang minh mục sư A. Quang minh mục sư cường đại, không chỉ có ở chỗ cấp bậc, còn ở chỗ đối với quang minh khống chế, vừa rồi vị kia vương công tử mỗi một lần thi triển quang minh chi lực, đều có thể đủ làm được một cái phi thường tinh chuẩn khống chế, vừa vặn thanh trừ hắc ám chi lực. Điểm này, ta làm không được, cho dù là thần quan y quán quán chủ cũng không nhất định có thể làm được, khả năng, chỉ có thần quan hoàng triều vị kia lão tổ mới có thể đủ làm được đi, không biết cái này vương công tử, rốt cuộc là cái gì thân phận. Quán chủ nói, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán thần sắc. Này! Mà một bên thanh niên càng là trừng lớn đôi mắt. Chính mình sư phó đối cái kia thanh niên đánh giá, quả thực quá cao. Lầu bốn nội, vương tiên nhanh chóng chữa khỏi một đám người bệnh, suốt một cái buổi sáng thời gian, trị liệu ba bốn trăm người. Giữa trưa thời điểm, hắn cũng không có ngừng lại, tiếp tục trị liệu giữa trưa vương mục sư đại nhân đều không có nghỉ ngơi, thật là người tốt nột. Suốt một cái buổi sáng ít nhất chữa khỏi 4-500 người đi, này này quả thực quá lợi hại. Giữa trưa thời điểm, thánh dược y quán trước, tiến đến xếp hàng chữa bệnh người có chút cảm xúc nói chuyện với nhau. Quang Minh mục sư miễn phí trị liệu loại chuyện này, bọn họ cũng gặp được quá một hai lần, nhưng là miễn phí trị liệu nhân số, nhiều nhất một hai ngàn người, một ngày chữa khỏi thượng hơn trăm đều là nhiều. Đâu giống vị này vương mục sư đại nhân, gần một buổi sáng bốn năm trăm người toàn bộ chữa khỏi giữa trưa thời điểm đều không có nghỉ ngơi. Thánh dược y quán trước cửa, nghe được tin tức tiến đến xếp hàng người không những không có thiếu, ngược lại nhiều vài lần. Trung quanh tụ tập nhân số, đạt tới 7-8 ngàn người, nếu không phải phòng ngừa tạo thành chen chúc, phỏng chừng phải có thượng vạn người. Di. Phía trước tình huống như thế nào? Liền ở ngay lúc này, một hàng xa hoa xe ngựa chạy ở trên đường. Bên trong xe ngựa, một nữ tử xuyên thấu qua lưới cửa sổ nhìn đến bên ngoài tụ tập đám người, tò mò hỏi. Ta nhìn xem ở bên trong xe ngựa, còn ngồi bốn năm tên nữ tử, các nàng xốc lên bức màn, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Hình như là thánh dược y quán cấp một ít người không có tiền trị bệnh miễn phí trị liệu, xếp hàng người thật nhiều nha, ít nhất có bảy tám ngàn người. Một nữ tử nhìn bên ngoài, đầy mặt miễn cười nói. Đây là muốn noi theo chúng ta quan chi nữ võ thanh yên tỷ tỷ sao, hì hì. Một nữ tử hướng tới trung ương thân xuyên trắng tinh quần áo nữ tử cười nói. Cái gì kêu noi theo ta, thanh nhang, ngươi có phải hay không thảo đánh? Võ Thanh Yên trừng mắt nhìn trừng nữ tử, nói. Những người khác cùng chúng ta Thanh Yên tỷ tỷ so nhưng kém xa, chúng ta Thanh Yên tỷ tỷ chính là nổi danh quan chi nữ. Bên cạnh vài tên nữ sinh cười nói. Không sai, phỏng chừng cũng chính là lộng một cái mánh lới, tuyên truyền một chút bọn họ y quán. Một người danh nữ sinh nói chuyện với nhau, xe ngựa chạy mà qua. Trị liệu, tiếp tục tiến hành. Buổi chiều thời điểm, Vương Tiên Như cũ không có đình quá, một ngày thời gian thực mau quá khứ. Suốt một ngày, vương tiên chữa khỏi người đạt tới hơn một ngàn người cuối cùng mười cái còn lại ngày mai trị liệu vương tiên hướng tới tiếp đại nữ sinh nói thực mau mười cái người bị mang đến ân ừ. nhưng mà lúc này đây đương vương tiên đảo qua bọn họ mười người thời điểm hơi hơi nhướng nhướng mày này lệnh mới vừa đi tiến vào mười người có chút kính sợ nhìn vương tiên bọn họ xếp hàng bài một ngày đối với vương mục sư đại nhân chữa khỏi quá trình cũng có một cái hiểu biết vương mục sư đại nhân sẽ không hỏi ngươi có cái gì vấn đề mà là có thể dễ dàng giúp ngươi giải quyết rớt này lệnh một đám tiếng đến người bệnh kinh ngạc cảm thán vô cùng đại tán vương mục sư phi thường lợi hại nhìn đến vương tiên đánh giá bọn họ bọn họ hơi hơi có chút khẩn trương ngươi có năng lực tìm mặt khác quan minh mục sư xem bệnh lập tức lăn vương tiên chỉ vào một người trung niên lạnh lùng nói tên kia bị vương tiên chỉ vào trung niên hơi hơi sửng sốt ánh mắt lộ ra hoảng loạn thần sắc vị đại nhân này ta ta thật sự không có tiền chữa bệnh đại nhân ta ném văn ra Vương Tiên hướng tới một bên lão hồ, nói thẳng nói. Tấu chương xong. Chương 1530, thanh truyền ngàn dặm sáu. Đại nhân, ta ta thật sự không có tiền nha, ta không có tiền trị liệu trên người thương thế. Có chút sợ hãi thanh âm từ giữa năm trong miệng truyền ra, lớn tiếng hướng tới Vương Tiên hô. Nửa bức động hư thực lực, có thể không có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch trị liệu trên người thương thế. Lão hồ cảm ứng trung niên thực lực, trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh. Không có, ta sở hữu linh thạch toàn bộ. Ồn ào, Vương Tiên nhìn tên này trung niên, trong mắt hiện lên một bôi đen sắc. Có người lợi dụng hắn hảo tâm, quả thực là tìm chết. Cánh tay hắn vung lên, một đạo quang minh lực lượng nháy mắt hướng tới trung niên hai tay chém tới. Cái gì? Trung niên sắc mặt kinh hãi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng muốn tránh né. A à a, à. chạm vào. Nhưng mà, kêu thảm thiết thanh âm từ hắn trong miệng truyền đến, cùng với cánh tay rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Hắn thượng thân quần áo, bị quang minh chi lực trực tiếp tan rã, ở ngực hắn vị trí, dán một khối kim sắc hộ tâm giáp Này! Mặt khác chính người thấy như vậy một màn, sắc mặt nháy mắt tái nhật vô cùng. Vị này vương mục sư, thế nhưng thế nhưng trảm rất hắn hai tay. Hừ! Một bên lão hồ nhìn đến vương tiên trực tiếp ra tay đoạn rất trung niên hai tay hơi hơi sửng sốt, bất quá nhìn đến ngực hắn thượng hộ tâm giáp sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Có thể mặc vào động hư nhất giai hộ tâm giáp, không có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch chữa bệnh. Lão hồ đi lên trước, trực tiếp sách theo thân hình hắn, hướng tới bên ngoài đi đến. Cũng dám lừa gạt vương mục sư đại nhân, thật là tìm chết. Muốn lợi dụng vương mục sư đại nhân thiện tâm, cho hắn miễn phí trị liệu, loại người này thật là đáng chết. Chính người ánh mắt nhìn bị sách đi trung niên, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Chạm vào. Thánh dược y quán cửa, lão hồ trực tiếp đem trung niên thân mình ném tới cửa trên mặt đất, đưa tới chung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt. Vương mục sư đại nhân chỉ cứu trị không có kinh tế năng lực, bần cùng người, nếu như có người giả mạo, trực tiếp chặt đứt hai tay lão hồ hướng tới phía trước còn ở xếp hàng mấy ngàn người lớn tiếng cảnh cáo nói cái gì thế nhưng có người toát ra đáng chết cái này đáng chết gia hỏa các ngươi nhìn ngược hắn khẩu vị trí hộ tâm giáp ít nhất động hư nhất giai đáng chết có được động hư nhất giai hộ tâm giáp không có năng lực xem bệnh tức khách giang mọi người ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất trung niên trong mắt tràn ngập sát khí bọn họ không có tiền có đã bị thương thật lâu vẫn luôn chịu đựng nhưng hiện tại thế nhưng có người có năng lực chữa bệnh nhưng còn muốn chiếm tiện nghi này lệnh chung quanh mọi người lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm, nếu như không phải nơi này không thể đủ động thủ, trên mặt đất trung niên tuyệt đối sẽ bị trực tiếp giết. Tên kia trung niên cảm thụ được chung quanh tràn ngập sát khí ánh mắt, đầy mặt sợ hãi vội vàng cúi đầu hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Phi, phế hảo, loại người này nên giết. Không sai, thật là đem Vương Mục sư đại nhân thiện tâm coi như chính mình tiện lợi. Chung quanh một đám người kinh bỉ nói. Ngươi thân thể tình huống có chút đặc thù, ngươi trước đứng ở một bên, ta cho bọn hắn trị liệu lầu bốn nội vương tiên chỉ vào một người thanh niên nói là là vương mục sư đại nhân cầu xin ngươi cứu cứu ta giúp ta thanh trừ trong cơ thể hắc ám chi hồn ta còn không muốn chết tên kia thanh niên lập tức quỳ trên mặt đất đầy mặt khẩn cầu quỳ trên mặt đất mặt khác tám người nghe được thanh niên nói đồng tử hơi hơi co rụt lại đầy mặt kinh sợ hướng tới một bên lui lui đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi đơn độc nhìn xem ở một bên chờ vương tiên hướng tới hắn nhàn nhạt gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy người từng đạo quang minh chi lực lập tức đem chi bao trùm. Cảm ơn vương mục sư đại nhân, cảm ơn ngài. Tám người cung kính cảm tạ nói, hướng tới bên ngoài đi đến. Vương tiên ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất thanh niên, một đôi quan ám hỏa long mắt đánh giá. Đại nhân, ta ta bị một con hắc ám chi hồn tiến vào trong cơ thể, tiêu phí sở hữu tích tụ đều không có có thể thanh trừ, cầu xin đại nhân cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh niên quỳ gối nơi đó, không ngừng khấu đầu. Vương mục sư, hắc ám chi hồn tiến vào trong cơ thể, sẽ ảnh hưởng một người lý trí một khi bị tiến vào trong cơ thể trừ phi chính mình lấy cường đại thực lực áp chế nếu không rất khó một bên lão hồ nhỏ giọng nhắc nhở nói đại nhân ta hiện tại lấy quang minh trận pháp áp chế này đây là ta cuối cùng tích tụ mua sắm áp chế trận pháp một khi năng lượng tiêu hao xong ta tên kia thanh niên lập tức sốt lên quần áo của mình cả người run rẩy nói ta đối này hắc ám chi hồn phi thường có hứng thú yên tâm đi ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi trị liệu vương tiên nói hướng tới thanh niên đi qua đi ánh mắt đánh giá trong thân thể hắn hắc ám chi hồn. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Thanh niên cung kính mà cảm tạ nói. Hắc ám chi hồn nhập thể, thiếu chút nữa làm hắn một cái thiên kiêu hỏng mất. Hắn động hư nhất giai thực lực, ngạnh sinh sinh bởi vì hắc ám chi hồn duyên cớ, hạ thấp siêu phàm bát giai. Đây là hắc ám chi hồn sao? Sớm tại tới thần quốc phế tích nơi này, Vương Tiên liền nghe được quá hắc ám chi hồn tên này. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, thật đúng là thần dị vô cùng không hổ là lệnh vô số cường giả sợ hãi hắc ám chi hồn. Vương Tiên nhìn chầm chầm thanh niên thân thể, ở hắn trong cơ thể có một đoàn hắc ám năng lượng, này cổ hắc ám năng lượng, dường như vật còn sống giống nhau. Nó tản ra bạo ngược, âm trầm hơi thở. Trên thực tế, hắc ám chi hồn có được sinh mệnh, một cái có hắc ám năng lượng tạo thành sinh mệnh thể. Vương Tiên cánh tay đặt ở thanh niên trên người, một cổ quang minh năng lượng hướng tới kia cổ hắc ám công kích mà đi. A. À. Nhưng mà trong nháy mắt này, thanh niên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trên người nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Vương Tiên cảm ứng được, này chỉ hắc ám chi hồn có thể cùng kia quang minh lực lượng làm đấu tranh. Cho dù là kháng bất quá, hắn cũng có thể đủ hướng tới mặt khác vị trí chạy trốn. Đặc biệt là, chạy trốn tới phần đầu. Phần đầu, nhân loại quan trọng nhất yếu hại, một khi quang minh lực lượng tiến vào đầu của hắn bộ, khi chỉ hắc ám chi hồn phản kháng nói, sẽ lệnh thanh niên trực tiếp tử vong. Vương Tiên đem tay buông ra, ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm này chỉ hắc ám chi hồn, hơi hơi nhíu mày đây là vương tiên năm nay trị liệu hơn một ngàn danh người bệnh gặp được nhất khó giải quyết tồn tại có chút khó giải quyết ta hiện tại còn không có nắm chắc ngươi mỗi ngày năm điểm lúc sau tới ta nơi này ta cho ngươi nghĩ cách trị liệu vẫn luôn nghiên cứu hai cái giờ vương tiên hướng tới thanh niên nói là đại nhân là đại nhân thanh niên hơi hơi có chút mất mát bất quá thực mau liền tỉnh lại lên ít nhất vương tiên không có từ bỏ hắn hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình kế tiếp bảy tám thiên vương tiên mỗi ngày từ tám giờ đến năm điểm toàn bộ miễn phí cho người ta trị liệu, mỗi ngày trị liệu nhân số không thua kém hơn 1.000 người. Ngắn ngủn một vòng nội, thánh dược y quán vương mục sư tên tuổi liền vang vọng thần quốc phế tích hơn ngàn dặm. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 người tới rồi thánh dược y quán cửa. Những cái đó bị chữa khỏi người, mang ơn đội nghĩa hướng tới người chung quanh nói vương mục sư hảo, vương mục sư lợi hại. Thế cho nên, thánh dược y quán sinh ý đều hảo rất nhiều. Mà rất nhiều người tắc xưng vương mục sư, hành y tế thế, nhân tâm nhân thuật. Tấu chương xong.